Kênh Ốm Nằm Nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. Một câu chuyện lịch sử hôm nay xin tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn phần 9 trong series Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 với tựa đề Dĩ dật Đại Lao, binh pháp cổ xưa đã phát huy tác dụng. Manh tâm phản quốc, những kẻ hèn nhát phải trả giá. Kính thưa quý vị và các bạn, Dĩ dật Đại Lao tức là lấy nhàn, đợi nhọc là một kế sách kinh điển trong binh pháp Tôn Tử từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nguyên lý của kế này khá đơn giản, đó là khi quân giặc ở phương xa tới đánh thì ta cần giữ cái thế nhàn hạ của mình, khoét sâu vào sự nhọc nhằn cực khổ của quân địch do phải đi xa, để từ đó chớp thời cơ giành lấy chiến thắng. Tôn Tử gọi thế này là ẩn sâu dưới chín tầng đất, hành động trên chín tầng trời. Nói thì dễ như vậy, nhưng vận dụng vào thực tế, làm cách nào để phát huy cái thế nhàn của ta, khoét sâu vào sự nhọc của địch và chớp thời cơ xuất kích là cả một kỳ công. Trong chiến sự Đại Việt Nguyên Mông, quân xâm lược tuy nhọc nhằn nhưng có sức mạnh vượt trội cả về quân số lẫn kinh nghiệm chinh chiến. Còn quân Đại Việt tuy có cái thế nhàn hạ nhưng phải lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Ở cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, sau trận thua lớn ở Bình Lệ Nguyên, nhà Trần đã rút ra bài học là không thể đối đầu dàn trận với quân Nguyên khi mà chúng đang quá mạnh. Ở cuộc kháng chiến lần thứ hai này, sau khi Trần Quốc Tuấn thua Thoát Hoan ở ải Nội Bàng, phải rút quân về Vạn Kiếp, vua Trần đã lo lắng tới hỏi ông về cách chống giặc. Ông đã trả lời vua một cách chắc chắn rằng ông đã có cách đánh chúng. Kể từ đó, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã kiên trì theo đuổi một chiến lược lâu dài, buộc quân Nguyên phải sa lầy vào một thế trận giằng co dai dẳng, đa chiến tuyến. Khi đó, năng lực hậu cần của quân Nguyên sẽ bị thử thách và chúng sẽ phải dàn quân đối phó trên một chiến trường rộng lớn, dẫn đến mất lợi thế binh lực tập trung. Quân Nguyên dù liên tiếp giành thế thượng phong ở nhiều trận đánh, nhưng dần dần chúng đã sa vào thế trận của quân và dân Đại Việt. Sau những cuộc truy đuổi rầm rộ ở vùng ven biển phía đông bắc Đại Việt, quân Nguyên một lần nữa vồ hụt vào khoảng trống. Tướng Đường Ngột Đải dẫn thủy quân Nguyên lùng sục vua Trần trên khắp vùng biển rộng lớn một cách vô vọng. Lúc này, cả hai cánh quân của Thoát Hoan và Toa Đô đều đã cạn lương. Thoát Hoan không muốn cho Toa Đô hội quân ở Thăng Long vì sợ không chu cấp nổi lương thực. Y đã hạ lệnh cho Toa Đô đóng quân ở lộ Trường Yên để tự kiếm lương ăn. Mệnh lệnh này quả thực làm cho toàn bộ khối quân dưới Toa Đô vô cùng thất vọng. Đội quân này đã theo Toa Đô chinh chiến mấy năm ròng, từ Chiêm Thành đến vùng trung tâm nước Đại Việt, đã chịu nhiều gian khổ và lập được không ít công lao, nay lại bị chủ soái Thoát Hoan bỏ mặc tự kiếm lương thực. Vì điều này mà tinh thần của binh lính dưới trướng của Toa Đô đã xuống cực thấp. Thực hiện lệnh của Thoát Hoan, Toa Đô cho quân thả sức cướp bóc vô cùng tàn bạo, tiếp tục gây nhiều nợ máu đối với nhân dân Đại Việt. Dù chúng cướp bóc lương thực như thế nhưng cũng không đủ để nuôi quân. Về phần khối quân của Thoát Hoan cũng chẳng khá hơn khối quân của Toa Đô là bao. Hắn không cho Toa Đô hội quân cũng là do không còn giải pháp nào khác. Lương thảo, khí giới của quân Nguyên trên tuyến đường vận chuyển từ trong nước của chúng sang đến đại doanh của Thoát Hoan rất nhỏ giọt, lại bị đánh phá thường xuyên nên không đủ cung cấp cho mấy chục vạn quân. Các đồn trạm, đường hậu cần, đường liên lạc của quân Nguyên trở thành mục tiêu cho các toán quân nhỏ của Đại Việt thường xuyên tập kích quấy rối. Cuộc xâm lược Đại Việt của quân Nguyên kể từ khi chúng vượt qua biên giới cho đến khi quân Đại Việt rút lui về Thanh Hóa đã kéo dài gần 3 tháng. Bây giờ là vào cuối xuân đầu hạ, tiết trời dần chuyển sang oi bức. Quân Nguyên ngoài việc chịu khổ sở về thiếu đói cũng bắt đầu xuống sức do không quen thủy thổ. Sau khi chiếm được Trường Yên, Tả thừa Lý Hằng đã bàn với Thoát Hoan và khuyên nên chia quân đóng giữ tại đây, tích lương xây thành để chiếm đóng lâu dài và đề phòng vua Trần trở lại khôi phục căn cứ địa. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị các tướng khác phản đối và bị chủ soái Thoát Hoan bác bỏ vì lo ngại càng chia quân nhiều nơi càng dàn mỏng lực lượng, dễ bị quân Đại Việt tập kích. Bây giờ, quân Nguyên đã không còn điều kiện để dàn quân kiểm soát nhiều vùng như trước, nhưng cũng không thể dồn ứ lại một chỗ để chịu đói. Thoát Hoan chia khối quân của mình thành một chuỗi đồn trại lớn nhỏ kéo dài từ Thăng Long đến các vùng Thiên Mạc, Khoái Châu, nằm dọc theo sông Hồng, với các đồn trại lớn là
Trương Dương thuộc Thường Tín Hà Nội, Hàm Tử, Tây Kết thuộc Khoái Châu Hưng Yên, A Lỗ là ngã ba sông Luộc giáp với sông Hồng thuộc thành phố Hưng Yên ngày nay. Mục đích là để vừa có thể tỏa ra cướp bóc, vừa có thể ứng cứu cho nhau khi bị tấn công. Toát Hoan đóng đại bản doanh ở Thăng Long, chỉ huy toàn quân xâm lược. Khi Toa Đô tiến quân ra Bắc với Toát Hoan thì các lộ từ Thanh Hóa, Diễn Châu đến Nghệ An, Bố Chính, Thuận Hóa đã trở thành một vùng đất vắng bóng quân Nguyên. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nắm được điều đó và khéo léo thực hiện một chiến dịch nghi binh rút lui tài tình để đưa toàn quân vào đóng tại Thanh Hóa. Và đến đây, triều đình và đại quân tạm thời được an toàn và có thời gian để củng cố lực lượng, đồng thời tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi sự suy kiệt của quân địch. Quân Đại Việt đóng gần mặt biển, chia quân đóng giữ ở các chỗ hiểm yếu để phòng quân Nguyên tấn công. Vài ngày sau khi vua Trần đem quân vào Thanh Hóa rồi, Toa Đô mới dò biết được tung tích của quân Đại Việt, y bèn báo lên chủ soái Thoát Hoan. Nắm được tin tức, Thoát Hoan phái Ô Mã Nhi đem 60 chiến thuyền và 1.300 quân thủy phối hợp cùng với khối quân của Toa Đô quay trở lại Thanh Hóa để tấn công quân Đại Việt. Lúc này, quân của Toa Đô đã hết sức suy kiệt, chán nản vì thiếu thốn lương thực và những chặng đường hành quân dài ngày khổ sở. Binh lính ở Trường Yên ì ạch kéo xuống Thanh Hóa. Tại đây, quân Nguyên gặp phải sự kháng cự của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Lần trước, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đã đối đầu với Toa Đô và không địch nổi, ông đã phải ém quân ở vùng ven biển. Lần này, với thế lực mới, Chiêu Minh Vương đã nắm được ưu thế trên chiến trường. Trong tháng 4 năm 1285, Toa Đô và Ô Mã Nhi giao chiến với Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải nhiều trận đều không thắng nổi. Càng giằng co ở Thanh Hóa lâu ngày, Toa Đô và Ô Mã Nhi càng tuyệt vọng. Một mặt, quân của Chiêu Minh Vương lấy thế quân nhàn hạ mà kiên trì phòng thủ, chắn ngang đường tiến quân của chúng, khiến chúng không sao đánh hạ nổi. Mặt khác, vùng Thanh Hóa bây giờ thưa thớt hoang vu, lại ở quá xa hậu phương, dẫn đến tình trạng đói khát trong quân của Toa Đô ngày càng thêm trầm trọng. Không thể làm gì được hơn, Toa Đô cùng với Ô Mã Nhi dẫn quân ngược ra Bắc, đóng tại bến Tây Kết. Vì theo tính toán của hắn, vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng, tại đây mới có hy vọng cướp bóc lương thực trong dân. Nhưng điều đó là không hề dễ dàng với chúng, vì hầu hết nhân dân thực hiện vườn không nhà trống và chống trả rất quyết liệt khi gặp phải những toán nhỏ quân giặc đi cướp bóc. Thái sư Trần Quang Khải chỉ đánh chặn mà không vội truy kích Toa Đô, bỏ mặc cho quân Nguyên tự suy yếu dần dần vì đói khát và bệnh tật. Với sự che chắn vô cùng tốt của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, triều đình nhà Trần và toàn quân Đại Việt có được sự an toàn tuyệt đối tại Thanh Hóa, yên tâm dưỡng sức tích lũy lương thực. Cũng nhờ vào thời bình, kinh tế phát triển, có chuẩn bị kho tàng từ trước chiến tranh, quân Đại Việt có thể đi khắp nơi trong nước mà không bị thiếu thốn về hậu cần. Thêm vào đó là nhân dân cả nước luôn sẵn sàng đóng góp để nuôi quân. Về số quân chủ lực của Đại Việt còn khoảng 20 vạn thì vẫn ít hơn quân của quân Nguyên. Nhưng bây giờ thế quân của Đại Việt ngày càng lên cao, trong khi quân địch thì ngày càng yếu đi. Và càng kéo dài thời gian thì thiên thời càng ủng hộ quân dân Đại Việt. Trong khi đó, đối lập với khí thế chống giặc của tuyệt đại đa số nhân dân, một số quý tộc quan lại nhà Trần trước đã theo hàng quân Nguyên. Những kẻ đầu hàng có nhiều lý do khác nhau, đa phần là do sợ hãi trước thế mạnh của giặc. Trong số đó có hai trường hợp đáng chê trách hơn cả, đó là Trần Kiện và Trần Ích Tắc. Trần Kiện vì tư thù bất mãn triều đình mà hàng giặc, nhiều lần chỉ điểm cho Toa Đô khiến cho quân Đại Việt bị tổn thất lớn. Trần Ích Tắc thì luôn nuôi mộng làm An Nam quốc vương nên đem gia quyến đầu hàng Thoát Hoan nhân lúc vua Trần rút quân khỏi thiên trường. Điểm chung của đám hàng thần này là chúng đều đã sai lầm và phải trả giá cho sai lầm đó. Tháng 5 năm 1285, Thoát Hoan sai tướng Minh Lý Tích Ban dẫn một đoàn quân hộ tống đám hàng thần về nước Nguyên. Trong đám này có cả Trần Kiện, Trần Ích Tắc, Trần Tú Hoãn, Trần Lộng, Phạm Cử Địa, v.v. Đoàn quân Nguyên đến trại Ma Lục thuộc Chi Lăng Lạng Sơn ngày nay thì phục binh nổi lên đánh giết dữ dội. Chỉ huy đội phục binh này không ai khác chính là quân của Nguyễn Thế Lộc và tù trưởng Nguyễn Lĩnh. Hai vị tù trưởng đã nhiều phen làm cho quân địch khiếp vía ở vùng Lạng Giang, cướp phá rất nhiều quân lương của địch.
trong quân của Nguyễn Thế Lộc gồm cả quân người thiểu số và thân binh của Hưng Đạo Vương gửi lên, sát cánh cùng chiến đấu với quân dân vùng biên giới. Quân Nguyên bị đánh tan tác, bị giết gần một nửa lực lượng. Từ quân lính cho đến những tên Việt gian phản quốc đều cắm đầu bỏ chạy về phương Bắc. Quân ta thu được rất nhiều quân lương, vật dụng, trong đó loạn quân. Gia tướng của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Địa Lô dùng cung tên bắn trúng Trần Kiện, kết liễu cuộc đời của tên quý tộc phản trắc này. Thuộc hạ của Trần Kiện là Lê Trắc, ôm xác chủ chạy đến Khâu Ôn mà chôn cất ở đó. Kết cục của một quý tộc cao cấp nhà Trần thê thảm không chỉ ở việc bỏ xác nơi hoang địa mà đời đời còn bị sử sách nguyên rủa. Lê Trắc sau này làm quan cho nước Nguyên đã soạn cuốn sử An Nam Chí Lược và hắn tự coi mình là người Nguyên. Cuốn sách này được các sử gia Việt Nam dùng với thái độ thận trọng và xếp vào loại sách của học giả nước ngoài. Trần Ích Tắc tuy không phải chịu số phận như Trần Kiện, sau này được cân nhắc làm quan lớn trong triều đình nước Nguyên, nhưng trong lòng luôn chịu nhục. Trần Ích Tắc làm quan ở vùng Hồ Quảng, nhiều lần chạm mặt với sứ giả và có lần bị sứ giả Đại Việt làm cho bẽ mặt khi nhắc lại hành động đầu hàng giặc của hắn. Vì thế, về sau, khi sứ giả Đại Việt sang, Ích Tắc thường tránh mặt. Trần Ích Tắc đã làm quan cho quân Nguyên và được thăng đến chức Hồ Quảng Bình Chương chính sự. Khi chết, được truy phong tước Trung Ý Vương. Tuy vậy, những danh vị này cũng không là gì so với danh vị của Trần Ích Tắc khi còn ở Đại Việt, vốn là một thân vương quyền cao chức trọng, môn khách học trò đầy nhà. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về Ích Tắc với sự mỉa mai. Người Nguyên vào cướp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong được làm vua. Người Nguyên phong làm An Nam Quốc Vương. Sau khi quân Nguyên thất bại, Ích Tắc trong lòng hổ thẹn, chết ở đất Bắc. Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần đã bình luận rằng từng nghe nói đến chết trận, chết bệnh, chết già, chết đói hoặc giả là chết vì uất ức. Đến đây lại có thêm cái chết vì hổ thẹn. Trong chiến lược chung mà vị quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng triều đình đã định sẵn từ trước cuộc chiến tranh, quân và dân Đại Việt sẵn sàng cùng kẻ xâm lược bước vào một cuộc chiến dài hơi. Mỗi trận chiến đều liệu sẵn đường tiến thoái, giúp bảo toàn lực lượng nếu không thể thủ thắng trước sức mạnh của địch. Chờ cho quân địch mệt mỏi, suy yếu rồi mới liệu đường phản công. Quân dân Đại Việt đã không chiến đấu theo những cách thông thường mà quân Nguyên Mông từng gặp khi chinh phục nhiều nước trên thế giới. Cuộc chiến tiêu hao, đa chiến tuyến đã tạo nên một sức mạnh phi thường. Đó là một chiến lược khôn ngoan của vua tôi nhà Trần. Để hiểu được giá trị của chiến lược này, chúng ta thử so sánh sơ lược với những cuộc chiến của quân Nguyên với các đế chế hùng mạnh ở Trung Á và Đông Á, như đế chế Hoa Thích Tử Mô ở vùng Trung Á, Iran, Afghanistan và Pakistan ngày nay, đế chế Tây Hạ, đế chế Kim, Đại Tống, đều là những nước có lực lượng quân đội đông đảo hơn Đại Việt, nhưng đều đã thất bại bởi xa vào chiến lược dàn quân quy mô lớn, dốc túi đánh những trận một mất một còn với quân Nguyên Mông. Đến khi không địch nổi kỵ binh Mông Cổ trong các trận dàn quân quy mô lớn, các quân đội này đã chuyển sang chiến thuật phòng thủ trong thành trì một cách bị động và thiếu phương án dự phòng. Thành cao hào sâu tưởng là lợi thế, hóa ra trở thành những nơi gom quân lại cho vó ngựa Nguyên Mông thi hành chiến thuật vây thành diệt viện. Cũng cần nói rằng, quân Nguyên sang xâm lược Đại Việt lần này có lẽ hùng mạnh ngoài cả dự kiến của triều đình nhà Trần. Không chỉ vượt trội với kỵ binh người Mông Cổ, Thoát Hoàn và To Đô còn có những lực lượng lục quân người Kim, người Tống vừa đông vừa thiện chiến. Trong khi kỵ binh du mục dũng mãnh trên những nơi đất bằng trống trải, thì Hán quân là quân người nước Kim cũ và quân Tân Phụ tức là quân người nước Tống lại có ưu điểm là thích nghi tốt với những điều kiện chiến trường ở phương Nam. Vì vậy, kể cả với việc phải đụng độ với quân Đại Việt trong các trận thủy chiến hoặc các trận chiến thủy bộ kết hợp là sở trường của người Việt, quân Nguyên cũng thể hiện một sức mạnh kinh hồn. Điều đó đã gây cho quân Đại Việt không ít khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng tài trí của các bậc tướng soái đầu não triều đình, bằng sự đồng lòng chung sức của đại đa số quân và dân trong cả nước, quân ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến đấu. Trong cuộc phản công thất bại của vua Trần ở kỳ trước đã nêu, quân Đại Việt càng cẩn trọng hơn trong hành động. Quân ta thực hiện triệt để hơn chiến lược kéo dài thời gian chờ cho thời cơ thật chín muồi, khi mà quân địch suy yếu đến tột độ rồi mới tung ra đòn quyết định.
Bây giờ đại quân của nhà Trần đã đóng ở Thanh Hóa. Thượng tướng Thái sư Trương Vui Vương Trần Quang Khải đã chắn giữ thành công khi Toa Đô và Ô Mã Nhi tiến công xuống Thanh Hóa. Toàn quân Đại Việt đã an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Trái lại, quân Nguyên thì ngày càng ở lâu trên đất Việt thì càng chịu khổ sở do thiếu thốn lương thực hậu cần và ốm đau do không hợp thủy thổ. Thêm vào đó là những trận lũ lụt đã tràn vào doanh trại làm cho chiến cụ của quân Nguyên bị hư hại và lây lan dịch bệnh. Tình trạng này kéo dài đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1285, khiến cho đạo hùng binh của Thoát Hoang trở thành một đám quân sĩ ốm đói và bệnh hoạn. Chẳng cần phải đánh lớn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã mượn sức trời để làm suy yếu quân địch. Thừa thế, quân địch xuống sức, các toán quân dân của các làng xã, các đạo quân của người dân tộc thiểu số càng ra sức ngày đêm tập kích quân Nguyên. Địch hầu như mất đi khả năng tổ chức những cuộc hành quân tấn công quy mô lớn như thời gian đầu cuộc chiến, mà bây giờ phải căng sức để kiểm soát vùng chiếm đóng, bảo vệ tuyến hậu cần liên lạc. Xét thấy thời cơ đã đến, triều đình nhà Trần bàn nhau tổ chức một cuộc tổng tấn công quyết định. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Trần Nhân Tông triệu tập quần thần bàn rằng: bọn giặc nhiều năm phải đi xa, lương thảo chuyên chở hàng vạn dặm, thế tất mệt mỏi, lấy nhàn chống mệt. Trước hết, hãy làm cho chúng nhụt chí thì ắt là đánh bại được chúng. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2, phần 9, Dĩ dật đại lao, binh pháp cổ xưa đã phát huy tác dụng, mành tầm phản quốc, những kẻ hèn nhát phải trả giá. Hy vọng bài chia sẻ cùng quý vị và các bạn thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, đồng thời giúp quý vị và các bạn sơ lược hình dung sự vận dụng kiên trì kế sách dĩ dật đãi lao trong binh pháp cổ xưa của nhà Trần đã phát huy tác dụng, khiến cho quân Nguyên tất yếu sẽ đón nhận một kết cục thất bại. Trong khi đó, những kẻ phản trắc đã phải trả giá bằng cái chết nhục nhã và đau đớn. Quý vị hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ miễn phí. Và đừng quên nhấn nút chuông để luôn cập nhật những nội dung mới nhất về tin tức sự kiện, những câu chuyện Đông Tây Kim Cổ với những nội dung lịch sử, văn hóa, khoa học, huyền bí từ kênh Ống Nhỏ Nhỏ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính chào và hẹn sớm gặp lại quý vị và các bạn trong các trận chiến ác liệt của quân và dân Đại Việt, khi quân Nguyên đã bắt đầu rơi vào tình thế khủng hoảng tất yếu ở phần tiếp theo trong series Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 này.